Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Hồng Vy TV. Trở lại với bản tin ngày thứ hai đầu tuần hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu đã vượt qua con số 250 triệu người. Lây nhiễm ở Đông Âu đã lên đến mức kỷ lục. Số ca COVID-19 toàn cầu hôm nay đã vượt qua 250 triệu, khi một số nước Đông Âu đã ghi nhận các đợt bùng phát kỷ lục. Bình quân số ca nhiễm hàng ngày đã giảm 36% trong vòng 3 tháng qua, nhưng virus vẫn lây nhiễm cho 50 triệu người mỗi 90 ngày vì biến thể Delta. Ngược lại, mất gần một năm để mới ghi nhận 50 triệu ca đầu tiên. Các chuyên gia y tế lạc quan là nhiều nước đã vượt qua giai đoạn tồi tệ nhất của dịch bệnh nhờ vaccine và việc lây nhiễm tự nhiên. Mặc dù họ cảnh báo là mùa đông và mùa lễ sắp tới có thể sẽ đẩy con số lây nhiễm gia tăng. Bà Maria Van Kerkhove, nhà dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới cho hay, từ bây giờ cho đến cuối năm 2022, đây là thời điểm mà chúng ta phải kiểm soát lại loại virus này để mà giảm đáng kể số ca bệnh nặng cũng như tử vong. Lây nhiễm vẫn tăng cao ở 55 trong số 240 quốc gia, trong đó Nga, Ukraine và Hy Lạp ghi nhận số ca ở mức kỷ lục hoặc là gần với kỷ lục kể từ khi dịch bệnh bắt đầu cách đây 2 năm. Đông Âu có tỷ lệ chích ngừa thấp nhất trong khu vực. Hơn một nửa tổng số lây nhiễm mới trên toàn thế giới là từ các nước ở Âu Châu, với 1 triệu ca lây nhiễm mới mỗi 4 ngày. Nhiều khu vực ở Nga thì cho hay họ có thể ban hành quy định bổ sung hoặc là gia hạn đóng cửa nơi làm việc do số tử vong lên đến mức kỷ lục. Nhiều lãnh đạo của thế giới nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện chương trình chích ngừa trên khắp thế giới, đặc biệt là ở những nước nghèo nhất. Hơn một nửa dân số thế giới vẫn chưa chích liều vaccine COVID nào, và cải thiện tiếp cận vaccine sẽ nằm trong nghị trình của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương, tức là APEC, trong tuần này. Indonesia sẽ bắt đầu chích vaccine COVID-19 tăng cường sau khi 50% dân số đã chích ngừa đầy đủ. Thưa quý vị, Indonesia dự tính chích liều vaccine COVID-19 tăng cường cho người dân sau khi 50% dân số đã chích ngừa đầy đủ. Bộ trưởng Y tế dự báo bắt đầu chích liều tăng cường từ cuối tháng tới. Indonesia là đất nước đông dân thứ tư hàng thế giới, từng là tâm dịch COVID-19 của Á Châu. Khoảng 29% trong dân số 270 triệu người ở Indonesia đã chích ngừa bằng nhiều loại vaccine khác nhau. Trong buổi điều trần trước Quốc hội, Bộ trưởng Budi Gunadi Sadikin cho hay chính phủ quyết định liều tăng cường ở mốc 50% do lo ngại bất bình đẳng vaccine cả trong và ngoài nước. Ông nói rằng vấn đề bất công trên thế giới hiện nay vẫn còn rất cao, ở một số nước vẫn còn rất nhiều người chưa chích liều thứ nhất. Chích ngừa miễn phí, ông Budi nói rằng kế hoạch này ưu tiên cho người lớn tuổi và người nghèo, những người được chính phủ hỗ trợ, trong khi phần còn lại của dân số có thể sẽ phải trả tiền cho chích ngừa. Nhiều nhân viên y tế đã chích liều tăng cường. Nước Úc bắt đầu chích liều vaccine tăng cường từ hôm nay, trong khi Anh Quốc và Đức cũng đồng ý chích liều tăng cường. Thái Lan chích vaccine tăng cường cho những người đã chích vaccine Sinovac vì lo ngại biến thể Delta có khả năng kháng vaccine. Hội nghị APEC tập trung vào hồi phục sau đại dịch. Các lãnh đạo của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC sẽ tập trung vào việc hồi phục kinh tế khu vực sau đại dịch, hỗ trợ chuỗi cung ứng và giảm khí thải carbon tại cuộc họp online khai mạc vào hôm nay. Tuy nhiên, thì dự báo cũng sẽ xảy ra căng thẳng cho hội nghị của nhóm 21 nền kinh tế, vì Đài Loan muốn gia nhập một thỏa thuận thương mại khu vực và Hoa Kỳ thì đăng cai tổ chức hội nghị vào năm 2023. Tân Tây Lan tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC online vì chính sách ngăn chặn dịch bệnh cứng rắn, trong đó Tân Tây Lan đóng cửa biên giới quốc tế gần 18 tháng qua. Thủ tướng của Tân Tây Lan Jacinda Ardern cho biết là cuộc họp sẽ tập trung vào phác thảo lộ trình hồi phục sau cuộc khủng hoảng trăm năm có một này. Cuộc họp trước tiên sẽ diễn ra giữa các bộ trưởng thương mại và ngoại giao trước khi lãnh đạo các nước họp online vào tối ngày thứ Sáu.
Các thành viên của APEC thì chiếm khoảng 38% dân số thế giới và hơn 60% GDP của thế giới. Bà Arden nhấn mạnh là chúng ta hợp tác để mà duy trì chuỗi cung ứng, hỗ trợ nguồn cung y tế thiết yếu như là bộ xét nghiệm, thiết bị bảo vệ cá nhân và nay là vaccine. Tại cuộc họp đặc biệt vào hồi tháng 6, thì các thành viên APEC đã cam kết mở rộng chia sẻ và sản xuất vaccine COVID-19, xóa bỏ rào cản thương mại đối với thuốc men. Hội nghị APEC theo sau hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở tại Rome và hội nghị khí hậu COP26 ở tại Glasgow. Hai hội nghị các lãnh đạo đều tham dự trực tiếp. Và trong cuộc họp báo hôm nay thì bà Arden thừa nhận hội nghị online có nghĩa là Tân Tây Lan đã bỏ lỡ một cơ hội lớn. Trung Cộng chế tạo mô hình tàu hải quân Hoa Kỳ để luyện tập tấn công bằng hỏa tiễn. Thưa quý vị, hình ảnh vệ tinh của Maxar cho thấy quân đội Trung Cộng chế tạo mô hình theo hình dáng của một hàng không mẫu hạm và các chiến hạm khác của Hải quân Hoa Kỳ, có lẽ để làm mục tiêu huấn luyện trong sa mạc ở Tân Cương. Những mô hình này phản ánh nỗ lực của Trung Cộng để củng cố khả năng chống hàng không mẫu hạm, đặc biệt là đối phó với Hải quân Hoa Kỳ, khi căng thẳng tăng cao với Hoa Thịnh Đốn vì Đài Loan và Biển Đông. Hình ảnh vệ tinh cho thấy đường nét ngoài kích thước thật của một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ và ít nhất hai khu trục hạm hỏa tiễn dẫn đường lớp Ugly Bug được chế tạo tại khu huấn luyện tấn công mới ở sa mạc Taklamakan. Viện Hải quân Hoa Kỳ dẫn lời công ty tình báo không gian địa lý OnSource Analysis cho biết khu huấn luyện này được sử dụng để thử hỏa tiễn đạn đạo. Chương trình hỏa tiễn chống hạm của Trung Cộng do lực lượng hỏa tiễn giải phóng quân PLARF phụ trách. Bộ Quốc phòng Trung Cộng chưa bình luận gì. Theo báo cáo thường niên mới nhất của Ngũ Giác Đài về quân đội Trung Cộng, PLARF thực hiện cuộc phóng thử được xác nhận đầu tiên ở Biển Đông hồi tháng 7 năm 2020, phóng 6 hỏa tiễn đạn đạo chống hạm DF-21 ra vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Cộng tranh chấp lãnh thổ với Đài Loan và 4 nước Đông Nam Á. Tháng 7 năm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Philippines nếu đất nước này bị tấn công ở Biển Đông và yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt hành vi khiêu khích. Lũ lụt ở Sri Lanka và miền Nam Ấn Độ làm cho ít nhất 9 người bị thiệt mạng. Ít nhất 9 người bị thiệt mạng và 2 người khác bị mất tích vì lũ lụt ở tại Sri Lanka và khu vực miền Nam Ấn Độ sau hơn một tuần mưa lớn liên tiếp. Gần một nửa trong số 25 quận ở tại Sri Lanka đã chìm trong nước lũ. Trong đó khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng cao nguyên Trồng Trà. Ông Pradeep Kodipilli là giám đốc cơ quan quản lý thảm họa của Sri Lanka vào hôm nay, cho hay là có 5 người chết và 2 người bị mất tích kể từ đợt mưa từ cuối tháng 10. Dự báo lũ lụt tiếp tục kéo dài trong những ngày sắp tới, với vùng duyên hải xung quanh thành phố Jamna sẽ có mưa lớn. Ở Ấn Độ thì ông Ramachandran thuộc cơ quan quản lý thảm họa vào hôm Chủ nhật thì cho hay 4 người bị thiệt mạng liên quan đến mưa bão tại tiểu bang Tamil Nadu. Nhà chức trách thành lập hơn 150 trung tâm lánh nạn để mà phát lương thực và hỗ trợ cho những người bị mất nhà cửa. Đa số đường phố ở tại thủ đô Chennai đã chìm trong nước lũ. Cây cối bật gốc đã cản trở việc giao thông. Người dân đi lại trong nước lũ thì ngập quá mắt cá chân, trong khi các văn phòng của chính quyền thành phố thì cũng bị lũ lụt nhấn chìm. Lũ lụt tại Chennai đã làm cho hơn 250 người bị thiệt mạng trong đợt mưa kỷ lục vào năm 2015. Các nhà khoa học cho hay là thời tiết khắc nghiệt và khó dự báo trên khắp Nam Á là do khí hậu biến đổi, cộng với nạn phá rừng, xây đập ngăn nước và xây dựng quá mức. Cơ quan Lương thực Liên Hiệp Quốc cảnh báo 45 triệu người đứng bên bờ vực nạn đói. Thưa quý vị, Cơ quan Lương thực Liên Hiệp Quốc cho biết, số người đứng bên bờ vực nạn đói ở 43 quốc gia tăng lên 45 triệu người khi nạn đói kém tăng vọt khắp thế giới. Chương trình Lương thực Thế giới WFP hôm nay cho hay, sự gia tăng từ 42 triệu người đầu năm nay chủ yếu là do đánh giá an ninh lương thực phát hiện thêm 3 triệu người đối diện với nạn đói ở Afghanistan. Giám đốc điều hành WFP David Beasley nói rằng, hàng chục triệu người sắp rơi xuống vực thẳm.
Xung đột khí hậu biến đổi và dịch bệnh COVID-19 đẩy số người vào cảnh đói kém tăng vọt. Sau chuyến viếng thăm Afghanistan, nơi WFP đang tăng cường hỗ trợ gần 23 triệu người, ông cho hay dữ liệu mới nhất cho thấy hiện nay có hơn 45 triệu người đang đứng bên bờ vực của nạn đói. Giá nhiên liệu gia tăng, giá lương thực tăng vọt, phân bón đắt đỏ hơn. Tất cả những yếu tố này tạo thành cuộc khủng hoảng mới như cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Afghanistan, cũng như tình trạng khẩn cấp kéo dài ở Yemen và Syria. WFP cho biết chi phí để ngăn chặn nạn đói trên toàn cầu hiện nay khoảng 7 tỷ đô la, tăng từ 6.6 tỷ đô la vào đầu năm nay. Các gia đình đối diện với mức an ninh lương thực khẩn cấp, buộc phải đưa ra những lựa chọn thảm hại, cho con cái kết hôn sớm, cho con cái nghỉ học hoặc phải cho các con ăn châu chấu, lá cây dại hoặc xương rồng. Trong khi đó, truyền thông Afghanistan loan tin nhiều gia đình buộc phải bán con cái để kiếm sống. Đói kém khẩn cấp cũng xảy ra ở Ethiopia, Haiti, Somalia, Angola, Kenya và Burundi. Taliban bổ nhiệm các thành viên làm 44 tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng trên khắp Afghanistan. Taliban bổ nhiệm 44 thành viên và các chức vụ quan trọng như là tỉnh trưởng và cảnh sát trưởng vào hôm Chủ nhật. Một bước quan trọng để mà củng cố quản trị khi đất nước đối phó với các vấn đề an ninh và kinh tế. Đây là đợt bổ nhiệm quy mô lớn lần đầu tiên được công bố kể từ khi nội các thành lập vào hồi tháng 9. Taliban công bố chức vụ mới của các thành viên như là ông Qari Barian làm thị trưởng Kabul và Wali Jan Hamza làm cảnh sát trưởng của thành phố. Chủ huy trước đó đã phụ trách an ninh của Kabul đó là ông Maulawi Hamdullah Muklis đã bị thiệt mạng trong tháng này trong cuộc tấn công nhắm vào bệnh viện quân đội lớn nhất Afghanistan ở tại trung tâm Kabul. Taliban lên nắm quyền từ giữa tháng 8 nhưng phải đối diện với những khó khăn trong việc khôi phục trật tự và an ninh sau nhiều thập niên chiến tranh. Islamic State đã thực hiện một loạt tấn công trên toàn quốc, trong khi nền kinh tế thì rơi vào khủng hoảng. Cộng đồng quốc tế kêu gọi Taliban thương thảo với các đảng khác để mà thành lập chính phủ bao quát, bao gồm cả nhóm thiểu số và phụ nữ. Nhưng cho đến nay thì vẫn chưa đạt được tiến triển nào. Qua tin kế tiếp, Tổng thống Nicaragua Ortega đắc cử nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử bị chỉ trích là diễn kịch. Ông Daniel Ortega hôm nay đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử bị Hoa Kỳ lên án là dối trá, trong khi lãnh đạo lâu năm của Nicaragua gọi phía đối lập là những kẻ khủng bố. Theo kết quả chính thức sơ bộ từ Hội đồng Bầu cử tối cao Nicaragua, với 49% điểm bỏ phiếu đã kiểm đếm, ông Ortega nhận được 75% số phiếu. Với 7 ứng cử viên tổng thống tiềm năng bị tống giam từ tháng 6, vị lãnh đạo 75 tuổi chắc chắn thắng nhiệm kỳ 5 năm lần thứ tư liên tiếp, tổng cộng là nhiệm kỳ thứ 5 của ông. 5 ứng cử viên tranh cử với ông bị phía chỉ trích gọi là những người trung thành của chế độ. Tối Chủ nhật, một số người ủng hộ ông Ortega bắt đầu ăn mừng trên đường phố ở thủ đô Managua, ngay cả trước khi có kết quả cuối cùng. Họ reo hò ở nhiều khu dân cư và đốt pháo bông. Ông Ortega và vợ là Phó Tổng thống Rosario Murillo đều trên 70 tuổi nhưng chưa có dấu hiệu muốn từ bỏ quyền lực. Cuộc bầu cử bị chỉ trích là không tự do, không công bằng. Trong đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên án vợ chồng Tổng thống Nicaragua chỉ đạo một vở kịch. Cựu anh hùng du kích Ortega mở cuộc công kích mới nhắm vào phía đối lập nói rằng hôm nay chúng ta đứng lên chống lại những kẻ thúc đẩy khủng bố, chiến tranh tài chánh, những kẻ gieo rắc sợ hãi và cái chết. Ông Ortega ám chỉ những người tham gia làn sóng biểu tình phản đối chính quyền của ông năm 2018 và cuộc đàn áp bạo lực làm cho hơn 300 người chết ở nước nghèo nhất Trung Mỹ này. Kể từ tháng 5, cảnh sát tống giam hàng chục nhân vật đối lập, trong đó có 7 ứng cử viên tổng thống, các lãnh đạo doanh nghiệp, nhà báo và thậm chí một số đồng minh nổi dậy cũ của ông. Bản sao bức tranh Mona Lisa có từ cách đây hơn 400 năm sẽ được bán đấu giá ở Paris. Một bản sao trung thực của bức tranh Mona Lisa của danh họa Leonardo da Vinci
có từ cách đây hơn 400 năm sẽ được bán đấu giá ở tại Paris trong ngày thứ ba, tức là ngày mai. Vài tháng sau khi có một bản sao khác của một trong những bức chân dung nổi tiếng nhất thế giới đã được bán với giá kỷ lục. Bản gốc của bức tranh của Leonardo đã được vua François đệ nhất của Pháp mua từ danh họa năm 1518 và được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris. Nhưng bản sao sắp bán thì có từ vào khoảng năm 1600, lại được rất giống như là bản gốc. Như thể là vị họa sĩ này có thể nhìn ngắm kỹ bản gốc của Leonardo. Nhà đấu giá Accurian ước tính là bản sao sẽ được bán từ 150.000 cho đến 200.000 euro. Ông Matteo Fournier là chuyên gia của Accurian cho biết là Mona Lisa là người phụ nữ đẹp nhất trong hội họa. Ai cũng có muốn có một bản sao với chất lượng cao của Mona Lisa. Leonardo có nhiều người ái mộ vì ông ấy phát minh ra một phong cách mà nhiều người bắt chước phong cách của ông ta. Vào hồi tháng 6, thì một nhà sưu tầm Âu Châu đã mua bản sao vào thế kỷ thứ 17 của bức tranh Mona Lisa với giá là 2.9 triệu euro. Đây là giá kỷ lục đối với một bức tranh sao chép. Tại nhà đấu giá Christie ở tại Paris, năm 2017 thì nhà đấu giá Christie ở tại New York đã bán bức tranh Salvaramundi của Leonardo với giá kỷ lục là 450 triệu đô la. Robot Kobe tự động chích vaccine không cần kim chích. Thưa quý vị, hiện nay rất nhiều người đang chích vaccine COVID-19 và trong tương lai sẽ còn tiếp tục chích ngừa. Một robot mới được thiết kế để giúp chích ngừa thuận tiện, dễ dàng hơn và không cần kim chích. Được gọi là Kobe, thiết bị này được chế tạo bởi Kobionics, một công ty con của Đại học Waterloo ở Canada. Nó được giới thiệu là robot đầu tiên tiêm bắp thành công cho người mà không cần dùng kim chích dưới da. Sau khi đã ghi danh chích ngừa trước đó qua Internet, người chích ngừa đến bệnh viện hay một địa điểm khác có đặt robot Kobe, sau đó trình thẻ căn cước trước camera trên giao diện màn hình cảm ứng. Khi người chích ngừa đến, nhiều cảm biến chiều sâu 3 chiều phát hiện sự hiện diện của họ. Sau khi xác minh danh tánh người chích ngừa, cánh tay robot sẽ lấy lọ vaccine từ hộp bảo quản. Cảm biến LIDAR trên bàn tay của robot sẽ lập bản đồ kỹ thuật số 3 chiều về cơ thể người chích. Bản đồ này được phân tích bởi software dựa trên trí tuệ nhân tạo để xác định vị trí truyền vaccine tối ưu. Sử dụng công nghệ không kim chích, robot truyền vaccine dưới dạng tia chất lỏng áp lực cao xuyên qua lỗ nhỏ bằng sợi tóc. Kobionics hiện không cung cấp thông tin chi tiết hơn về Kobe. Nhưng theo ông Tim Laswell, nhà đồng sáng lập Kobionics, cần khoảng 2 năm để Kobe sẵn sàng tham gia thị trường y tế. Khi đó họ hy vọng robot sẽ giúp nhiều người hơn được chích vaccine cùng lúc, đồng thời giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Nó cũng có thể được sử dụng ở những khu vực hẻo lánh thiếu nhân viên y tế. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của Viettv chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong phần tin Việt Nam.